Xin chào tất cả khán giả của Thiên Nào Hôm nay thì Hải Sơn sẽ thay mặt cho Thiên Nào giới thiệu đến cho tất cả quý vị các bạn Cách sử dụng một cái thiết bị là Cambridge CXN V2 Đây là một cái máy chủ chơi nhạc à, tích hợp DAC Và có chất lượng âm thanh rất tốt và rất là tiện lợi với nhiều cái cách thức chơi khác nhau Và bây giờ không để mất thời gian quý vị và các bạn hãy cùng Hải Sơn tìm hiểu về chiếc máy này Trước tiên là mình sẽ hướng dẫn qua cái giao diện sử dụng cũng như là một số cái phần truy xuất ở trong cái menu của cái sản phẩm này đây là cái phần home nhé là cái phần màn hình chính ở đây sẽ có cái phần preset này radio music library input tức là cái những cái chọn những cái đường vào kỹ thuật số khác nhau và đây là cái setting để cài đặt thì bây giờ đang tiện mình vào luôn cái setting ở trong đây chúng ta sẽ thấy có cái mục network này firmware audio standby mode rồi ngôn ngữ rồi một số cái như là chọn cái độ sáng của mặt màn hình này tên thiết bị này tóm lại là chúng ta sẽ quan tâm đến cái phần ở trên đầu là network, tức là cái thiết bị này nó có thể vào được cái mạng wifi hoặc là quý vị các bạn cắm dây. Ở đây thì mình đang cắm dây nhưng mà mình vẫn vào phần network để hướng dẫn về cái phần kết nối vào wifi. Đây là lựa chọn giữa dây và wifi. Là auto nó sẽ tự nhận hoặc là chỉ dây, chỉ wifi. Nếu mà mình chọn vào wifi thì nó sẽ có phần scanning for network này. Đó, nó hiện ra cái phần tên mạng ở đây là có mạng Thiên Hào Dio này, vào sau chúng ta sẽ nhập password thôi, lần sau là nó nhớ. Bây giờ mình hồi lại và mình chọn cái Auto Là nó đang nhận cái phần dây mạng Rồi Ở đây nó cũng hỏi là bạn có update firmware không Thì theo mình là chúng ta nên update lên firmware mới nhất Hiện tại ở đây là mình sẽ để ở nâu để cho đỡ mất thời gian Ok Hồi lại ra Home uhm, Tiếp theo là chúng ta sẽ vào phần Preset Ở đây là đang không có một cái Preset được setup nào sẵn Đây là phần Radio Chúng ta có thể truy xuất vào cái phần location các cái um, gọi là cái phần địa danh địa điểm để chọn nghe radio theo các cái nước quốc gia khác nhau mà hỗ trợ. Đây này, có rất là nhiều luôn. Vì mình chỉ hướng dẫn tính năng cơ bản thôi nên cái này quý vị và các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm. Đây là phần nghe tính năng radio hoặc theo thể loại này. Máy chạy rất là nhanh, cảm thấy giao diện sử dụng nó cũng rất là mượt. Cái này thì nó phải loading một tí vì rất là nhiều các thể loại. Bây giờ mình sẽ không tiếp tục vào cái phần này nữa Nó cũng sẽ mất thời gian Đây là có một số loại về music này Hay là uh, nhạc kịch này, thể thao này Ok, bây giờ lại quay lại Cái phần music library này là cái kho nhạc Ở đây là nó hỗ trợ luôn cái phần title Đồng thời là nếu mà chúng ta cắm ổ cứng bên ngoài vào Thì cũng vào phần music library này, Nó sẽ hiện lên cái phần ổ cứng đã được kết nối tiếp đến là cái phần input một trọng phần quan trọng nhất là chúng ta lựa chọn các đường kết nối kết thuật số đầu vào đây là đường usb audio tức là đường này là chúng ta sẽ sử dụng máy tính để bàn hoặc máy tính sách tay ta sẽ cắm vào cái đường usb ở phía đằng sau thì lát mình sẽ thử nghiệm để cắm laptop vào tiếp tục là đường d1 d2 đó là những cái kết nối như kiểu dùng dạng digital như là optical này quang hoặc là coaxial đồng trục Đấy, d1 d2 Tiếp đến là một chiếc máy này hỗ trợ chơi Spotify Connect rất là tiện. Chúng ta có thể dùng điện thoại để điều khiển và cái máy nó sẽ stream nhạc thẳng từ trên mạng vào. Và nó còn hỗ trợ tất cả các thiết bị từ Apple cho Android. Android thì chúng ta sẽ dùng cái Chromecast built-in, đây là một cái hình thức mà nó cũng sẽ stream nhạc thẳng đến cái máy này dạng chất lượng cao. Còn nếu chúng ta chạy các thiết bị của Apple thì chiếc máy này hỗ trợ AirPlay rất là tiện, AirPlay thẳng từ máy tính ra. AirPlay từ iPad, AirPlay từ chiếc iPhone của mình. Bây giờ chúng ta sẽ ghé qua mặt sau của sản phẩm để nhìn. Đây là cái mặt sau của sản phẩm. Trước tiên sẽ đi từ bên trái qua bên phải. Thì đây là cái phần dây cắm nguồn. Chiếc máy này nó hỗ trợ điện từ 100 cho đến 230V. Nên là chắc chắn dù ở quốc gia nào cũng sẽ sử dụng được. Cái phần USB ở đây chúng ta sẽ thấy có hai cái đường cắm. Một đường là cái Wi-Fi dong. Cái Wi-Fi này chính là cái module để nó có thể bắt được Wi-Fi. Tiếp theo bên cạnh là cổng for local media, tức là chúng ta sẽ kết nối ổ cứng vào mặt sau hoặc mặt trước. Chúng ta có đến hai cổng USB để có thể kết nối được ổ cứng hoặc các cái giao tiếp sử dụng USB. Tiếp theo là đường dây cắm mạng LAN Ethernet. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần digital input. Ở đây digital input thì như mình đã nói nó sẽ có cái phần optical này là đường mạng quang. Đường quang này chúng ta sẽ cắm từ TV xuống cho nó tiện để nâng cấp cái chất lượng âm thanh lên. Còn đường cosean chúng ta cũng có thể kết nối từ máy tính hoặc kết nối từ những cái đầu đĩa CD để nâng cấp chất lượng âm thanh. Tiếp tục là đến đường digital output, chiếc máy này cũng có xuất quang và xuất tín hiệu cosean dạng digital nguyên bản đến các cái thiết bị DAC khác. Tiếp tục đây là giao tiếp USB audio, đây là cái đường kết nối máy tính là sẽ có cái cổng này, cổng này nó có hình dạng giống cái cổng kết nối máy in. Và chúng ta sẽ có tổng cộng là hai đường output ra theo tiêu chuẩn là một đường là ba lăng audio output và một đường là jack RCA. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần sử dụng các cái kết nối máy tính và phần mềm để chơi nhạc. Đây là giao diện trên máy tính ở đây mình sử dụng một chiếc máy tính Mac. À, khi chúng ta kết nối cái dây USB từ máy tính vào cái phía đằng sau của chiếc xe CXN V2 thì cái máy tính này nó sẽ nhận ra ngay. Với trên Windows thì các bạn phải cài thêm driver thì phải vào trang chủ của Cambridge để download. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng máy mát thì rất là hay Chúng ta không cần phải down driver gì cả Và phần sau này Trong phần system reference nhé Đây Chiếc máy nó đã nhận được ra ngày là ca-cxn USB Audio 1 Đấy Mình click vào Là nó sẽ thông Nó nhận xuống Ngoài ra chúng ta còn một cách nữa là chơi Airplay thẳng Từ cái laptop này Vào đây chỉ cần cùng một mạng thôi Tức là chúng ta không cần phải dùng cái dây USB nữa Thì chúng ta sẽ chọn vào đường CXN V2, E6, đây là tính năng chơi Airplay Đã là Airplay rồi là chúng ta không cần cắm dây nữa Đấy, Bây giờ mình sẽ chuyển sang đường Audio 1 Vậy là cái máy tính này nó đã nhận Như vậy là các bạn có thể sử dụng này, YouTube này, này Zing này, tất cả các trang nhạc mạng nào Spotify, rồi có thể sử dụng bất cứ một cái phần mềm chơi nhạc nào để truyền dẫn nhạc xuống Mình sẽ cắm cái chiếc ổ cứng vào một cái đường USB khác Sau đó là sử dụng ví dụ như những chương trình chơi nhạc như là iTunes chẳng hạn hoặc là Fuba hoặc là những chương trình như Pure Music để đạt được cái chất lượng âm nhạc cao hơn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp đến phần là kết nối ổ cứng thẳng vào chiếc máy này và sử dụng phần mềm để điều khiển từ xa bằng điện thoại. Theo mình đây là một cái cách mà nó tiện lợi và cho cái chất lượng âm thanh là tối ưu. Về phần mềm để kết nối giữa cái điện thoại với cả cái chiếc máy Seiken V2 này, các bạn vào phần App Store của Apple, download phần mềm có tên là Stream Magic. Đây bây giờ mình sẽ khởi chạy phần mềm này. Nó đã nhận ra ngay cùng thiết bị tại vì chúng ta đang cùng kết nối vào một mạng nên nó sẽ nhận đồng bộ ra ngay Ở đây chúng ta sẽ có cái phần giao diện chính là Hub này Đây có những cái kênh radio phổ biến, VOV rất là tiện nhé Rồi tiếp theo là đây là những cái phần nguồn cắm vào và hỗ trợ những cái app chơi nhạc Spotify, Deezer chẳng hạn Rồi những cái recommendation từ Tidal Tiếp tục vào phần device ở đây thì mình sẽ chọn lựa được các cái kết nối đầu vào Ví dụ đây là chọn USB Audio Tức là nó thay cho một cái remote điều khiển ấy. Chúng ta chọn được các cái kết nối đường vào này Spotify này, Chromecast này, Internet Radio này Tức là điều khiển hoàn toàn điện thoại từ xa Đấy. Tiếp tục chúng ta vào phần Media để kết nối chơi nhạc Mình vào phần Media nhé Ở đây mình đang kết nối chiếc ổ cứng Western Digital 4TB Vào cái phần mặt sau của chiếc máy Và cái chiếc máy ấy, nó đã nhận ra rồi và nó sẽ hiện ngay ở trên cái phần USB drive đây đây hình biểu tượng USB mình kích vào đây chính là cái ổ Western My Passport và các cái folder nhạc ở đây thì cái ổ cứng này giá tham khảo tại Thiên Hà Audio là 5 triệu rưỡi đã được cóp rất là nhiều nhạc chất lượng cao do Thiên Hà biên tập và ngoài ra thì nếu quý vị các bạn muốn nhiều nhạc hơn thì lại có thể tiếp tục mua một cái ổ khác để Thiên Hà audio biên tập những cái thể loại nhạc khác nhau để cho mọi người chọn lựa. Đây mình sẽ bật thử một cái bài hát Ví dụ mình vào phần folder đờ nông này đi Vào phần en uh, Chọn một bài nhạc Đó, giao diện điều khiển rất là nhanh Ngay lập tức nó đã hiển thị ra cái màn hình phía bên cạnh Đây mình sẽ cho nhỏ tiếng âm ly Đây, đây là cái phần lead này Nó hiện ra trên cái màn hình này rất là đẹp Chọn những bài khác Nó rất là nhanh luôn Nó có thể gọi là tức thì Có thể chọn các cái bài khác nhau đây là phần album này nó hiện lên này rất là tiện không như vậy là quý vị các bạn chỉ cần kết nối ổ cứng vào chiếc máy này và ngồi ra sofa và có thể điều khiển hoàn toàn rất là dễ trên điện thoại của mình và chất lượng nhạc chơi thì quá tuyệt vời thậm chí có thể là nhỉnh hơn chơi qua cái giao tiếp pc tại vì ở đây là chiếc máy này nó được truy xuất thẳng từ cái ổ cứng này vào chiếc máy này nó không có những cái can nhiễu hoặc là những cái xung đột phần mềm nên theo mình đây là một cái cách chơi mà nó thú vị và nó tối ưu hơn. Còn tiếp tục có một cái phương pháp nữa chúng ta kết nối những cái ổ cứng network qua cái giao tiếp NAS để chơi nhạc, chơi nhạc trên cùng một cái giao diện mạng LAN. Thì thực ra nó cũng tương tự như thế này, nhưng mà cái ổ cứng này chúng ta sẽ là cắm vào mạng, còn đây là mình đang cắm trực tiếp vào đây. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cho quý vị và các bạn cái giao diện sử dụng, các cái kết nối đường vào cách thức sử dụng và điều khiển ở trên cả máy tính cũng như là trên điện thoại thì hy vọng là quý vị các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất với cái thiết bị Cambridge secan V2 và hãy nhớ tới muốn mua những sản phẩm âm thanh kỹ thuật số, hãy tới Thiên nào Đeo, hãy gọi ngay số hotline để biết thêm chi tiết về sản phẩm này. Cũng như là like và đăng ký kênh YouTube của Thiên nào Đeo để luôn được đón xem về những sản phẩm âm thanh, công nghệ mới nhất, hấp dẫn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.